Thế này là thế giết người nè mấy ông, thế giết mà trước trụ giờ thế giết, giết người nè. Thế giết này một là nó bỏ giết, hai là nó chết, nó lên là chết, còn nó không lên thì nó bỏ giết. Mấy ông đánh giải mà vô mấy cái thế này ngon lắm luôn á. Mà đánh giải nó sẽ không để vô thế này đâu, tại vì nếu mà vô thế này á tụi nó sẽ gọi gần xuống để giải thế. Con này đánh găng thì tụi nó không biết đâu. Ờ chịu sức à, đợi nó đây hả ta. Ồ chiếc vô kêu, chiếc vô kêu, chiếc vô kêu. Má cầm bùa dở thế ta, má cầm bùa dở ghê, phải đâm mấy chiếc đúng một kiều đó. Ơi sao chủ bắt tôi, bắt đầu phát sao chủ bắt tôi. À, chậm tay quá, không kịp bắt chữ G. Đi. Cay thế nhờ. Chậm tay quá ta. Cái gì tôi 91 rồi mấy ông. Tôi 91 rồi, nó 24 thì tôi quýnh nó chai vậy. Bây giờ tôi cầm Gavin tôi 91 đi. Giờ Kai'Sa nó 24 rồi tôi phấn thường tôi hai cái chép mấy ông này kỳ lõi hả. Vậy mà không chết ai thiệt.
thao má năm thằng nguyên team nó làm gì vậy, giết tôi lỡ vui giờ quá là phát. Nó trâu quá vậy, má nó trâu thật sự. À, quỳ hụt không vậy? Cứ bờ gòn như cười vậy á. Gì cơ vậy? Ui. Ui. Oh my god. Kiếp. Kiếm ai vậy? Cái E tiêu luôn. Kì kìa, có cái E luôn. Trời ơi, mọi người. Mới khen không xong đánh.